Hồ Quỳnh Hương nhắc Nathalie không được dùng chất kích thích. Chính chủ nói gì? Nathalie chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chuỗi drama của showbiz Việt suốt thời gian qua. Nam ca sĩ này không ngần ngại bóc phốt loạt ngôi sao như Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn, Xuân Lan hay Dèo Tên Chi Pu, Hương Tràm, Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm. Mới đây, Nathalie tiếp tục gây chú ý khi công khai đoạn chat với một nhân vật khác trong Vbiz, chính là nữ ca sĩ đình đám, tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X, Hồ Quỳnh Hương. Theo đó, Hồ Quỳnh Hương đã chủ động nhắn tin nhắc nhở dặn dò Nathalie bằng những lời lẽ thân tình. Cô khuyên Nathalie phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt còn nhắc đàn em quậy gì thì quậy nhưng không được dùng các chất kích thích. Dứt khoát không được dùng nha em. Mấy cái chất kích thích nó hủy hoại bản thân mình. Chị thật sự không muốn em dùng đâu nha, chị nói thật đấy. Chị lo cho em lắm đó nha. Vui vẻ quậy sao thì quậy nhưng không được dùng mấy chất kích thích nha. Chị nghiêm túc, rất nghiêm túc nhắc em đó nha. Yêu nghệ thuật thì tập trung làm sản phẩm em ha, nhớ nha em, Hồ Quỳnh Hương viết. Nghe được lời dặn dò của đàn chị, Nathalie liền đáp lại. Dạ, em không dùng gì đâu, rượu giờ em còn không uống. Hồ Quỳnh Hương cũng nhắn thêm rằng, ừ vậy chị yên tâm rồi, chị tin em, chúc em luôn vui, hạnh phúc, thành công. Có dự án nghệ thuật gì thì cứ hú chị luôn ủng hộ em. Ngay sau khi đăng tải, đoạn chat này đã được dân tình đổ dồn sự quan tâm. Qua những câu từ có thể thấy, Hồ Quỳnh Hương và Nathalie có mối quan hệ chị em khá tốt đẹp. Đặc biệt, lời nhắn nhủ của nữ ca sĩ hoang mang còn được dân tình ngợi khen bởi sự tử tế và văn minh. Về phía Nathalie, anh chàng cũng đã nhận rất nhiều lời đồn về việc có sử dụng chất kích thích hay không khi liên tục có những hành động và lời nói quá khích trên mạng xã hội. Chứng kiến con trai livestream với biểu hiện mất kiểm soát, chính bố của Nathalie còn phải gọi điện cho anh nhắc nhở, khuyên nên dừng lùm xùm lại. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định sẽ không dừng lại và không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh cũng khẳng định mình không dùng chất kích thích như lời đồn. Cách đây ít ngày, Nathalie khiến dân mạng chia phe tranh cãi gay gắt khi chia sẻ hình nhạy cảm trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng bức ảnh khoe body 6 múi nhưng chỉ mặc độc quần lót, để lộ bộ phận nhạy cảm rõ mồn một chiếc ống kính. Bên cạnh những ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn không vi phạm pháp luật là được, đa phần dân mạng đều cho rằng Nathalie là người nổi tiếng. Fanpage cá nhân đang có hơn 600.000 người theo dõi nên việc đăng tải những hình ảnh khoe thân quá đà, để lộ điểm kém duyên như thế này là rất phản cảm. Được biết, Nathalie đã từng đăng những hình ảnh này lên Instagram cá nhân. Anh cũng rất thường xuyên chụp và tung những khoảnh khắc như thế này lên mạng xã hội nhưng không hiểu vì sao mới đây lại liên tục đào lại bài đăng cũ của chính mình giữa lúc gây tranh cãi vì drama khẩu chiến với dàn sao Vbiz. Theo dòng sự kiện, còn nhớ cách đây không lâu, Nathalie còn bị chỉ trích nặng nề vì đăng ảnh nhạy cảm của một cô gái có ngoại hình giống Ngọc Trinh lên trang cá nhân. Tuy nhiên, sự thật Ngọc Trinh đã từng phủ nhận cô không phải nhân vật nữ trong loạt ảnh 18 kia. Ngoài ra, Nathalie từng gây phẫn nộ khi đăng khoảnh khắc hôn hít nồng nhiệt một cô gái trong quán bar, giữa lùm xùm bóc phốt, đấu tố với Cao Thái Sơn và Ngọc Trinh. Nathalie khiến netizen nghi ngờ anh có vấn đề về tâm lý bởi cách nói chuyện lên bổng, xuống trầm, khi lại la hét cực kỳ bất thường. Đáp lại điều này, một người bạn thân của nam nghệ sĩ tiết lộ đây vốn dĩ là tính cách quen thuộc của anh. Người bạn này chia sẻ Nathalie rất nóng tính và hay bị cảm xúc lấn át lý trí, hay nói thẳng mặt chẳng nể nang ai. Nhưng anh cũng rất rõ ràng, ghét ra ghét, yêu ra yêu chứ không có kiểu trước sau bất nhất. Cô bạn thân cũng nhấn mạnh ai đã từng được Nathalie coi là thân thiết, dẫu bây giờ không còn chơi chung với nhau thì cũng không bao giờ nói xấu dù chỉ một lần. Hiện mỗi phát ngôn hay hành động của Nathalie đều được dân mạng đặc biệt quan tâm. Trang cá nhân của anh cũng tăng follow ở chóng mặt. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng Nathan nên từ bỏ cách nói chuyện chí phèo để tập trung vào làm nghệ thuật. Đồng thời đừng lôi bất cứ nghệ sĩ nào vào cuộc khẩu chiến vô bổ này nữa.